Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của bản năng. Bản năng của con người là gì? Giống như tất cả các loài động vật, con người có bản năng. Các hành vi có tính di truyền giúp nâng cao khả năng đối phó với các tình huống quan trọng của môi trường. Chứng sợ rắn bẩm sinh của chúng ta là một ví dụ. Các bản năng khác bao gồm từ chối, trả thù, lòng trung thành của bộ tộc, lòng tham và sự thôi thúc sinh sản của chúng ta, giờ đây đe dọa sự tồn tại của chúng ta. Có một bản năng tốt nghĩa là gì? Nếu bạn có một bản năng cho một cái gì đó, bạn làm một cách tự nhiên tốt vào nó hoặc có thể làm điều đó. Nếu đó là bản năng của bạn để làm điều gì đó, bạn cảm thấy rằng nó là đúng đắn để làm điều đó. Ví dụ bản năng là gì? Các định nghĩa của bản năng là một cái gì đó ăn sâu hoặc cái gì đó bạn chỉ cần biết, chứ không phải là một cái gì đó bạn phải được giảng dạy. Tình yêu của một người mẹ đối với đứa con của mình là một ví dụ, một cái gì đó sẽ được mô tả như bản năng. Bản năng mạnh nhất của con người là gì? Bản năng sinh tồn tự bảo tồn là bản năng tự bảo vệ về thể chất, là loài sống, cơ thể, chúng ta là chất xúc tác cho cuộc sống của chúng ta. Đây là bản năng sinh tồn cơ bản nhất ở khắp mọi nơi. Nếu cơ thể chúng ta hư hỏng, chúng ta không thể sống. Tôi có nên tin vào bản năng của mình không? Bản năng ruột hay trực giác là sự hiểu biết ngay lập tức của bạn về điều gì đó, có không cần phải suy nghĩ lại hoặc nhận được một ý kiến bạn chỉ cần biết. Bởi vì điều này, tin tưởng vào trực giác của bạn là hành động cuối cùng của việc tin tưởng vào bản thân. Lắng nghe trực giác của bạn giúp bạn tránh được những mối quan hệ và tình huống không lành mạnh. Tại sao bản năng lại quan trọng? Bản năng là tự đỉnh cao của trí thông minh trái tim bạn. Trí thông minh tình huống và trí tuệ tinh thần của bạn kết hợp với nhau với DNA độc nhất của bạn. Họ hợp lực ngay lập tức để gửi cho bạn những xung lực để di truyền. Bản năng và sự thôi thúc họ gửi đi luôn hướng đến việc làm của một điều gì đó. Thuyết bản năng là gì? Theo thuyết bản năng về động lực, tất cả các sinh vật được sinh ra với xu hướng sinh học bẩm sinh giúp chúng tồn tại. Lý thuyết này cho rằng bản năng điều khiển mọi hành vi. Bản năng là những mẫu hành vi hướng đến mục tiêu, và bẩm sinh không phải là kết quả của việc học hỏi hoặc trải nghiệm. Sợ hãi có phải là một bản năng tự nhiên không? Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Nó được lập trình vào hệ thần kinh và hoạt động như một bản năng. Ngay từ khi còn là trẻ sơ sinh, chúng ta đã được trang bị những bản năng sinh tồn cần thiết để đối phó với nỗi sợ hãi khi chúng ta cảm thấy nguy hiểm hoặc cảm thấy không an toàn. Sợ hãi giúp bảo vệ chúng ta. Bảo tồn bản thân có phải là một bản năng không? Bảo quản do đó là một dấu hiệu gần như phổ quát của cuộc sống. Tự bảo quản thực chất là quá trình của một sinh vật ngăn chặn bản thân khỏi bị tổn hại hoặc bị giết, và được coi là một cơ bản bản năng trong hầu hết các sinh vật, đa số gọi là bản năng sinh tồn. Ví dụ về bản năng động vật là gì? Một bản năng là khả năng của một động vật để thực hiện một hành vi lần đầu tiên nó được tiếp xúc với các tác nhân kích thích thích hợp. Ví dụ một con chó sẽ nhảy nước dãi lần đầu tiên và mỗi lần nó tiếp xúc với thức ăn. Động vật thông minh hay bản năng là gì? Những khi một loài động vật học được những bài học của cuộc sống và sửa đổi quy trình của nó cho phù hợp với kết quả của trải nghiệm cá nhân của nó, chúng ta không còn sử dụng thuật ngữ thuộc về bản năng mà là thông minh. Động vật sinh ra có bản năng không? Động vật có hệ thần kinh được sinh ra với bản năng. Một bản năng là một phần của hành vi của một sinh vật.
Nó là di truyền bẩm sinh, không học được. Tuy nhiên, thuật ngữ này không bao gồm hoạt động của cơ quan giác quan và không bao gồm hoạt động bình thường của hệ thần kinh tự chủ. Bản năng chất ở chó là gì? Bản năng thường dẫn nhiều hành vi của chó. Bản năng là những hành vi tự nhiên mà một con chó được sinh ra. Ví dụ, nó không cần phải học cách đào bới. Chúng sinh ra đã biết cách làm điều đó. Bản năng giúp động vật tồn tại. Theo bản năng, loài chó canh giữ thức ăn và không gian của chúng để bảo vệ nó. Bản năng có phải là cảm xúc không? Không giống như cảm giác, thứ có thể bị tác động đáng kể bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bản năng hoàn toàn bị tác động bởi nội tâm. Con người thật của bạn lưu ý những thông báo không thay đổi. Đó là bản năng của bạn. Về phía trước, hãy coi cảm xúc của bạn như một tín hiệu. Cảm giác báo hiệu bạn về những gì có thể cần được khám phá. Con người sinh ra có bản năng không? Trẻ sơ sinh không nơi nương tựa. Sự sống còn của họ phụ thuộc vào những người khác. Em bé có thể làm cho người khác biết nỗi đau của mình, nhưng những người đó không nhất thiết phải đáp ứng theo cách mà em bé cần. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.